Tôi làm cái video này là để tôi gọi tới cái ông huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đội tuyển Việt Nam. Đó, khi tôi mà theo dõi được ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với là đội U23 Việt Nam đá AFF Cup với là đá SEA Games, tôi rất là bức xúc, bực mình. Mà theo cái đánh giá của tôi ông là một cái thằng bất tài, vô dụng, cục bộ địa phương, cứng đầu, rốt nát. Tại sao tôi lại nói như vậy? Ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup mà ông gọi toàn là người sông Lam Nghệ An không à? Tôi nói với ông, đội tuyển Việt Nam á, nó là quy tụ tất cả những cầu thủ trên toàn quốc, những cầu thủ tất cả cầu thủ giỏi nhất ở tất cả câu lạc bộ trên toàn quốc, chứ không phải là đội tuyển Việt Nam là nơi quy tụ người nhà người quen của ông ở sông Lam Nghệ An lên đá. Như là thua liểng xiểng luôn. Đến khi mà thua liểng xiểng ở AFF Cup xong ông phát biểu là tôi có toàn quyền và có trách nhiệm với cái việc huấn luyện cũng như là tuyển người ở ở đội tuyển Việt Nam. Tôi nói cho ông nghe này này. Theo cái đánh giá của tôi, cái lời nói của ông đó là cái lời nói là rất là kênh kiệu. Ông hiểu chữ kênh kiệu không? Tức là rất là chảnh á, có vẻ ta đây đó mà cứng đầu. Tôi nói ông nghe, tôi nói tụi tôi không có cần cái trách nhiệm vớ vẩn đó của ông, tụi tôi cần cái thành tích, tụi tôi cần cái lối đá, chứ tôi không cần cái trách nhiệm đó của ông. Ông chỉ là cái thằng làm thuê thôi. Ông như đội tuyển Việt Nam thua hay là đội U23 Việt Nam thua, ông trốn chui trốn lủi, ông chạy ông trốn trốn luôn, ông ôm đống tiền ông trốn, ông trách nhiệm cái gì? Tôi cần gì trách nhiệm đó của ông đó đó. Đến khi mà đá AF Cup thua liền xiềng luôn rồi, bắt đầu người ta cho ông một cơ hội cuối cùng là đá SEA Games, đội tuyển U22. Ông cũng rõ nguyên cái trò mèo cũ là ông gọi toàn là cầu thủ sông Lam Nghệ An không, bỏ sót rất là nhiều những cầu thủ giỏi khác. Ông rõ ông gọi toàn người của Hoàng Anh Gia Lai đó, người của ông Đoàn Nguyên Đức đó. Rồi bỏ sót rất là nhiều những cái cầu thủ giỏi ở những câu lạc bộ khác. Cũng là cái trò mèo, cũng là cái trò mà là giữ ghế. Ông nịnh bợ ông Đoàn Nguyên Đức cơ chứ, ông là cái kẻ cơ hội nịnh bợ Đoàn Nguyên Đức để giữ cái ghế thôi, chứ không, ông không có lo cái việc chung. Ông mà tôi nghĩ là cái đầu ông không đủ lớn để lo được cái việc chung. Nói chơi xong rồi thua liền xẻng, cũng thua U23 U22 Việt Nam, cũng thua SEA Games, thua tệ nhất. Một trong những cái huấn luyện viên mà có thành tích gọi là bết bát mà tệ hại nhất trong tất cả những huấn luyện viên đào mà huấn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 20-30 năm trở lại đây tôi từng xem. Lúc ông là cầu thủ rồi ông đá bóng, ông cũng là đá kiểu 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 côn đồ. Ông đá ông toàn là chặt chân người ta không. Đến khi mà ông làm huấn luyện viên đó, ông cũng đào tạo cầu thủ sông Lam Nghệ An với ông toàn là đá chân người ta không, đá gãy chân gãy cẳng người ta không. Rồi mấy ông thì ca ngợi đó là cái đặc sản của cầu thủ sông Lam Nghệ An. Tôi nói đặc sản con khỉ, cái đám côn đồ thầy nào trò đó. Đến khi mà rồi ông lại đi học được bên Đức mấy tháng, ông về ông khoe bên Đức thế này thế kia. Tôi nói ông là cái thằng đầu đất, ông đi Đức ông training nhưng mà ông thực ra ông chẳng học được cái gì hết. Ông học được cái gì, ông áp dụng được cái gì, ông học được để áp dụng vào cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đá thì nghèo nàn, thành tích thì bết bát, không có một cái chiến thuật gì hết. Ông cứ sĩ hão ông khoe Đức nữa à, Đức nữa là ý cho nó mệt. Ông là cái vị trí huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam á, nó quá lớn so với ông, cái đầu ông nó quá nhỏ. Ông là cái thằng gọi là đầu đất, cái thằng gọi là cơ hội, cứng đầu, cục bộ địa phương. Ông không có hiểu được một cái điều cơ bản đó là đội tuyển quốc gia là nơi quy tụ tất cả những cầu thủ giỏi nhất ở các câu lạc bộ.
chứ không phải là cái nơi quy tụ người nhà của ông, mấy cái cầu thủ sông Lam Nghệ An của ông, hay là mấy cái quân của đoàn Nguyễn Đức để ông giữ ghế, không phải như vậy. Tôi nói cái ghế của ông giữ được cái ghế của ông là nhờ vào cái thành tích của đội tuyển Việt Nam, chứ ông mà cứ thua liền xẻng cơ, bố ông Đoàn Nguyễn Đức hay nguyên một cái đám sông Lam Nghệ An này làm sao mà giữ ghế của ông được. Ghế của ông là quyết định là do người hâm mộ, là do báo chí, do dư luận. Ông Đoàn Nguyễn Đức, bố ông Đoàn Nguyễn Đức không có giữ được cái ghế của ông, hay mấy cái thằng sông Lam Nghệ An cũng là sao mà giữ cái ghế của ông. Ông cái đầu ông quá nhỏ, ông không suy nghĩ đến cái đó. Xem ông đá là xem đội tuyển ông dẫn dắt mà thấy cái bực bội, thấy ông không biết đọc được trận đấu nữa, lúc nào thay người lúc nào không thay người, chiến thuật đó thì nghèo nàn. Thấy chán, tôi nhìn thấy cái mặt ông hãm tài, tôi thấy chán lắm luôn á. Tôi không có ở Việt Nam đâu, nhưng mà tôi xem theo dõi đội tuyển Việt Nam, tôi bức xúc quá, muốn điên cái người lên. Ông theo dõi, ông tôi hy vọng là ông theo dõi là cái video này của tôi á. Mai mốt ông chọn người, ông chọn cái việc á cho nó phù hợp với cái đầu của ông, cái đầu ông nhỏ lắm, không không có nhận nhận được đừng nên cái nhận những cái công việc lớn như vậy. Hoặc là muốn làm lớn á, thì phải có cái đầu lớn lên, phải nghĩ rộng ra. Đội tuyển là cái nơi quy tụ những cầu thủ giỏi nhất, ông kéo nguyên cái đám sông Lam Nghệ An lên. Đúng rồi.